Giá heo hơi hôm nay, ngày 13 tháng 3, đi ngang ngày đầu tuần. Giá heo hơi hôm nay, ngày 13 tháng 3 lặng sóng trên cả nước thành phố Cần Thơ định hướng không quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ mà hình thành các cụm giết mổ tập trung, đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc ổn định. Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc duy trì đi ngang. Cụ thể thương lái tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai tiếp tục giao dịch heo hơi ở mức thấp nhất khu vực là 46.000 đồng mỗi kg. Cùng thời điểm khảo sát, các địa phương bao gồm Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội đang thu mua heo hơi ở mức 49.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. Các địa phương khác vẫn thu mua heo hơi với giá trong khoảng 47.000 đến 48.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 46.000 đến 49.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 48.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 46.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 46.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 49.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 47.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 49.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 40.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 48.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 47.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 47.000 đồng mỗi kg. Hà Nội là 49.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 47.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 47.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có biến động mới. Trong đó, ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục thu mua heo hơi với giá 47.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, Heo hơi tại hai tỉnh Bình Định và Lâm Đồng đang được giao dịch ở mức 51.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh còn lại duy trì thu mua heo hơi trong khoảng 49.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 47.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 47.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 47.000 đồng mỗi kg. Quảng Bình là 50.000 đồng mỗi kg Quảng Trị là 50.000 đồng mỗi kg từ Thiên Huế là 50.000 đồng mỗi kg Quảng Nam là 50.000 đồng mỗi kg Quảng Ngãi là 49.000 đồng mỗi kg Bình Định là 50.000 đồng mỗi kg Khánh Hòa là 50.000 đồng mỗi kg Lâm Đồng là 50.000 đồng mỗi kg Đắk Lắk là 49.000 đồng mỗi kg Bình Thuận là 49.000 đồng mỗi kg Bình Thuận là 49.000 đồng mỗi kg Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đi ngang. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi tại miền Nam chững giá theo xu hướng chung. Cụ thể, hai tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh vẫn thu mua heo hơi với giá 49.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. 50.000 đồng mỗi kg là mức giao dịch được chứng kiến tại các địa phương bao gồm Vũng Tàu, Long An và Bến Tre. Các tỉnh, thành còn lại vẫn thu mua heo hơi với giá trong khoảng 51.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 51.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 49.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 51.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 51.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 49.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 50.000 đồng mỗi kg, Long An là 50.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 51.000 đồng mỗi kg. An Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 50.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 51.000 đồng mỗi kg, Tiên Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 52.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 52.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 51.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 50.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 51.000 đồng mỗi kg thành phố Cần Thơ định hướng không quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ mà hình thành các cụm giết mổ tập trung, đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường, theo chăn nuôi Việt Nam. Thông tin từ Chi cục chăn nuôi và thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 24 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, số lượng giết mổ trung bình khoảng 1.300 con gia súc và 12.000 con gia cầm ngày đêm. Tuy nhiên, Đa số các cơ sở này đã hình thành và hoạt động từ những năm 2000 trở về trước, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, xử lý chất thải môi trường phần lớn không còn phù hợp. Thậm chí, một số cơ sở chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo các quy định hiện hành về điều kiện vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường. Thực hiện chiến lược quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thành phố Cần Thơ định hướng không quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ. Lẻ mà hình thành các cụm giết mổ tập trung. Các cụm giết mổ tập trung này sẽ đảm bảo các yêu cầu quy định về quản lý, vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường để tạo sự ổn định lâu dài, tiết kiệm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, thuận lợi cho công tác quản lý. Nhìn chung, giá heo hơi lặng sóng trên cả nước. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 46.000 đến 52.000 đồng mỗi kg.